sữa ADM Gold mới dinh dưỡng vàng cho bé sẵn sàng đến lớp. Bây giờ các bạn đưa ra câu hỏi và câu trả lời, sau đó nói cho chúng tôi biết nhân vật chúng tôi đang muốn nói tới là ai. Gợi ý của chương trình: đây là một tượng đài của dòng nhạc trữ tình. Oh. Wow. Một phút bắt đầu. Đó là nữ ca sĩ phải không ạ? Không, không, nam. Nam, lớn tuổi Hoa đúng không? Lớn tuổi đúng. Có phải là từng hát bài Viết Một Góc Trời không? Đúng, 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 đúng. Thế vậy thì là ca sĩ Tuấn Ngọc. Tuấn Ngọc. Quay lại luôn, quay lại luôn chị. Tuổi xuân đã già, một ngày kia đến bờ, đời người như gió qua. Danh ca Tuấn Ngọc được mệnh danh là ông hoàng nhạc trữ tình. Khi nhắc đến danh ca Tuấn Ngọc, nhiều người vẫn còn mường tượng ra chất giọng đầy chất tình, những cung bậc thăng trầm mà sâu lắng, khắc khoải, được giới chuyên môn đánh giá cao. Ngay cả cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cũng ghi nhận danh ca Tuấn Ngọc đã thổi hồn vào các tác phẩm của ông một cách rất thành công. Trên hàng lá khô, nam danh ca trở thành một tượng đài bất hủ của dòng nhạc trữ tình, ảnh hưởng không nhỏ tới nhiều thế hệ ca sĩ trong và ngoài nước sau này. Nhắc đến Tuấn Ngọc, không thể không nhắc đến ca khúc Riêng Một Góc Trời của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên. Ca khúc này thành công rực rỡ và được xem là một trong những bài hát hay nhất của ca sĩ Tuấn Ngọc. Ngoài ra, ông còn có những bài hát nổi bật như Chiều Nay Không Có Em, Mắt Lệ Cho Người, Ghen. Dù đã hơn 70 tuổi, nhưng ca sĩ Tuấn Ngọc vẫn giữ vững phong độ và truyền lửa đam mê của mình qua từng ca khúc. Giọng ca của ông rất khỏe, rất nội lực, qua bao năm tháng vẫn lay động được biết bao thế hệ khán giả. Một vùng mây trắng bay đi tìm nhau, chẳng còn thấy đâu, mắt đã hoen sầu. Vì mình xa nhau nên em chưa biết xuân về đây thôi. Ngày xuân vẫn trôi, rừng còn ngây dại mơ bóng hình ai. Trời mưa giăng đôi áo em về rơi, nhạt nhòa nét môi đã say quên lời. Vì mình xa nhau nên em chưa biết xuân về đây thôi. Giọt sương vẫn rơi, tình mình vẫn hoài, thương nhớ đầy vơi. Chiều xưa ngồi bên em, anh nghe như đã xót xa trong tay mình. Một giây hồn lênh đênh, môi em thơm ngát đón đưa cơn say tình. Em biết không em, anh như bóng mây tìm nơi đổ bên. Đổ bên xa vời mà tình vẫn rơi, mây hoài vẫn trôi. Trời rào rạt sóng, gió reo mùa đông, chìm trong giá băng, bóng xuân mịt mùng. Vì mình xa nhau nên xuân vẫn mãi xa vời chốn nào. Còn thương nhớ nhau, còn nặng u sâu, muôn kiếp về sau. Ca sĩ Tuấn Ngọc trong chương trình Ký Ức Vui Vẻ. Sữa ADM Gold mới dinh dưỡng vàng cho bé sẵn sàng đến lớp. Em chào anh. Xin chào anh. Xin chào quý vị khán thính giả. Đây là lần đầu tiên tôi tham gia chương trình Ký Ức Vui Vẻ. Và tôi cũng hy vọng hôm nay buổi trình diễn của tôi, bài hát này cũng là một ký ức vui vẻ cho tôi. Xin lỗi quý vị, lên nóng thành ra cứ cởi trần ngủ, thành ra bị cảm. Thành ra anh Sâm có hỏi thì hỏi ít thôi. Dạ. Tính tôi thích nói đùa, thành ra quý vị có tin hay không tin là tùy quý vị khán giả thôi.
Nhưng mà tôi không ngờ là ngày hôm nay tôi lại đứng trên sân khấu ở Việt Nam. Và thưa anh thì khán giả đang muốn nghe xem là anh có chia sẻ một chút gì đó về những cái kỷ niệm trong những cái năm tháng mà anh hoạt động, kể cả hải ngoại cũng như những lần mà anh về Việt Nam. Thực sự một người ca sĩ thì nhiều kỷ niệm lắm. Chẳng hạn như kỷ niệm cách ly ở trong khách sạn, mà sáng là phải xuống để xét nghiệm. Thì có hai em xét nghiệm cho tôi. Xét nghiệm xong tôi bước ra thì cô bé nói là nếu hôm nay không phải là Covid thì cháu đã xin chú chữ ký. Tôi thấy cái đó rất là dễ thương. Tôi thích hơn là khen tôi hát. Là vì tôi không bao giờ tôi nghĩ tôi là một người hát hay hết. Hát được và may mắn. Thành ra nhưng mà có những cái kỷ niệm hồn nhiên như vậy tôi rất vui. Dạ. Hay là lần tôi đi Úc, hai vợ chồng dẫn một em đứa con gái 8 tuổi tới, bảo cháu mắc cỡ không dám nói với anh, nhưng mà nhờ tôi nói yêu cầu anh hát bài. Bài đó rất ít người yêu cầu, và bài đó là một bài tôi rất thích trong cái âm nhạc của tôi. Và khi mà người ta đã biết một cái bài mà ít người khác biết hoặc ít người khác thích thì chứng tỏ người ta theo dõi anh sát sao lắm. Có thể vậy, mà có thể là tình cờ nữa. Là vì lâu lắm rồi, cái đó là cái CD đầu tiên của tôi từ lúc tôi ở Hawaii trở về lại đất liền. Vâng. Và diễn ở rất nhiều sân khấu ở hải ngoại, thì có cái lần lưu diễn nào nó xảy ra một sự cố gì đấy, hoặc là nó có những cái kỷ niệm nào đấy đặc biệt với anh không? Cũng có, chẳng hạn như là vắng quá bầu show không trả tiền nhỉ? Có cả chuyện đấy hay là anh lại nói đùa? Cái đó cũng hay xảy ra lắm. Dạ. Thành ra anh có muốn nghĩ sao thì nghĩ, nhưng mà cái đó là một trong những sự cố mà ca sĩ sợ nhất. Dạ. Nhưng mà ví dụ như mà anh mà có cái dịp nào hợp tác mà chị Hồng Vân ở đây mà cô mà làm bầu show thì anh yên tâm 100% đi. Có khi cô ký một nhưng mà đến khi cô trả mình có khi gấp đôi gấp ba. Tôi biết là Hồng Vân và nghe tiếng Hồng Vân trước khi tôi về Việt Nam. Dạ, em cảm ơn anh. Kịch, trời ơi, em nói thiệt. Xin mời. Hôm nay lần đầu tiên mà em nghe anh tâm sự với lại chia sẻ vậy thì em không ngờ là anh quá duyên dáng luôn. Thì hôm nay có mọi người đây thì cũng kể cho mọi người nghe luôn là hồi đó Hồng Đào với Hồng Vân là các anh chị nhà báo thì đặt là kiều nữ lần hai. Thì hai bà cô này là mê anh Tuấn Ngọc, mê ơi là mê. Bà Hồng Đào bà có những hôm bà ngồi thẫn thờ 5B á, bà ngồi xong rồi bà nghe nhạc của anh đó, nghe xong bà Hồng Đào bà nói chứ trời ơi Vân ơi, ước gì trời ơi, tao chỉ cần tao gặp ổng, xong rồi ổng cười với tao thì tao sẽ lấy Quang Minh ngay. Hồng Đào là dân. Hồng Đào, Hồng Đào, tức là Hồng Đào nói là cái con mà dám nói ra, còn em không dám nói anh Ngọc. Thế là một ngày nọ bà đi nước ngoài, lá thư đầu tiên bà gửi về cho em, bà nói Vân ơi, tao đã gặp được Tuấn Ngọc rồi. Đó là cái điều bà khoe với em. Đó, thế còn trong gia đình em á, thì là em có thằng em trai, nó mê anh đến cái độ mà em không biết sao cái mặt nó giống mặt anh lắm luôn. Em thề với anh luôn. Đây anh Minh Hoàng chứng kiến, nó giống anh lắm. Bây giờ nó vẫn ốm như anh, cái mặt nó cũng xương xương như anh ha. Rồi không biết sao mà thằng Trê Phi con trai em nó giống anh luôn. Cái đó tôi xác nhận. Dạ, vâng. Anh Hoàng. Cả con trai em nữa. Cả dạ, em lẫn con trai đều giống anh Tuấn Ngọc. Mà đều mê nhạc của anh Tuấn Ngọc mà hát rồi bắt chước cái giọng anh Ngọc luôn. Con trai của Hồng Vân đó hả? Dạ. Yeah. Có đẹp trai không? Nó đẹp trai, nó đẹp trai, dạ. Đẹp như anh hồi đó. cái hình này nè, anh chết người nè, em nói anh nghe là ngắm hoài đó. Không, cái câu chuyện của Hồng Vân ấy, người ta nói thế này, người ta nói là trong lúc một phụ nữ đang mang thai ấy, thai nhìn nó tác động từ lúc mà mới hình thành cơ, cho chứ không phải về sau nó mới bị ảnh hưởng đâu. Chắc là trong cái thời gian này thì cô lúc nào cô cũng nghĩ đến anh Tuấn Ngọc, cho nên là nó cũng ngấm dần và thằng, nó có thằng sự em, giống. Tức là thằng bố em là lúc nào cũng là anh Tuấn Ngọc. Không thì em nói con trai em cũng không, là không, để em nói nghe nó dây chuyền á anh, rồi cái thằng em trai em nó săn sóc em, nói chung là mọi thứ thì là nó cứ dây chuyền á anh. Cái tiếp cận với nó nhiều, cái nó giống ông cậu nó, mà ông cậu nó giống anh Tuấn Ngọc, thành ra là bắt cầu là con em giống anh. Và chúng ta cũng chưa có cái dịp để mà làm một cái cuộc điều tra là ở Việt Nam này có bao nhiêu người có con trai giống như anh Tuấn Ngọc đúng không? Tôi chắc là nhiều lắm. Những người mê anh Tuấn Ngọc thì nhiều lắm. À, xin mời anh Minh Hoàng ạ. Vâng. Hạnh phúc lắm khi mà được gặp anh Tuấn Ngọc ở đây. Bởi vì thật ra không phải là phái nữ thần tượng anh đâu, mà ngay cả bản thân tôi
Khi còn trẻ, tôi cũng rất hâm mộ anh. Và có lẽ là tôi biết anh từ trước năm 75. Tôi hay hát ở các phòng trà Việt Nam thôi. Hay là có khi tôi hát mà tôi không nhớ, là vì hát nhiều lắm. Hồi trước 75 là hát mỗi ngày. Có lẽ là tôi nhớ là tôi có xem anh hát ở trên truyền hình. Mà lúc đó truyền hình thì có. Yeah. Vâng. Đó thì phải nói là tôi hâm mộ anh từ anh cái thời trai trẻ của mình. Hồi xưa tôi đi hát tôi chỉ mong có một người nghĩ là mình hát hay là mình hạnh phúc rồi. Thành ra chẳng hạn như có anh nghĩ là tôi hát hay hay là anh cảm tình với tôi rất hạnh phúc. Cảm ơn anh. Yeah. Anh đừng có nói là anh chỉ nghĩ là người hát hay, nhưng phải nói rằng trong anh các nam ca sĩ là anh quá hay. Thực sự hồi tôi mới học hát, mới đi hát, tôi cũng nghĩ về tôi như là anh nghĩ. Tôi nghĩ là tôi hát rất hay, nhưng mà cái tính của tôi là mỗi ngày tôi đều học. Tôi thích học, tôi thích cải tiến, tôi không thích đứng một chỗ. Thì càng học thì càng thấy mình dở. Khi thấy mình dở lại thấy mình càng may mắn, là vì được có những người khán giả như anh yêu mến. Không có những người khán giả như anh thì tôi không có còn đứng đây tôi hát được đến ngày hôm nay. BB Trần xin mời. Dạ, là ngày xưa đó, gia đình con rất là mê chú Tuấn Ngọc. Mà lúc đó mình còn nhỏ quá, mình nghe mình nói trời sao ai hát buồn quá, con không có nghe. Tới khi mà sau vài lần đổ vỡ trong tình yêu đó, thì con bắt đầu bị thấm từng lời ca, từng tiếng hát của chú Tuấn Ngọc. Thì lúc đó bắt đầu nghe, trời cảm thấy hay lắm. Nhiều khi mở karaoke cũng hát lại những cái bài của chú nữa. Và thích nhất những cái bài như là Riêng Một Góc Trời, rồi những cái bài bài không tên đó chú. Những cái bài không tên đặc biệt rất là thích. Cảm ơn anh. Dạ. Xin mời Hà Thị dạ, Xuân. Dạ, anh Tuấn Ngọc, tại vì Hà Thị Xuân thường hay gọi là anh, tại vì như là một người anh, một người đàn anh trong nghề. Thì thật sự ra là cái học hỏi là Hà Thị Xuân học rất nhiều ở anh. Tại vì cái lúc mà đi chung show á, thì thường thường á, anh Tuấn có một cái hay là ảnh rất là quan sát và có thể là ảnh sẽ góp ý để mình có thể mạnh dạn phát huy hơn. Thì cái ngày hôm nay thì nghe những lời tâm tình của anh thì cảm ơn anh rất là nhiều. Đã có rất là nhiều lần anh Tuấn Ngọc đã góp ý cho Hà Thanh Xuân, cũng như là để cho Hà Thanh Xuân cố gắng hơn, trau dồi hơn trong cái con đường ca hát của mình và nghề nghiệp của mình. Cảm ơn anh nhiều lắm. Cảm ơn cháu. Vâng, Tiến Lâm. Dạ, con chào chú. Con nghe chị Dân chia sẻ là chị Dân mê chú, rồi chị Dân đẻ con ra cũng giống chú. Con buồn mẹ con quá. Mẹ con mê chú lắm mà sao đẻ con ra không giống chú miếng nào ta. Chắc là mê chưa đủ. Dạ, chắc lúc đó là mê cái khác thôi, chứ còn tóc tai nào là không có mê lắm hay sao. Mà anh đừng có lo, chấp luôn cả chương trình phát sóng em cũng không có lo cái việc mà thằng con trai em giống anh nha. Tại vì ông xã em cũng là fan cuồng của anh. Tụi em thì không giống BB Trần, có nghĩa là BB Trần khi nào thất tình rồi bắt đầu mới tìm đến nhạc của anh. Chứ còn á, tụi em không có thất tình, yêu nhau nồng cháy nhưng vẫn nghe nhạc của anh. Đó. Đâu có, ví dụ như tôi chẳng hạn, mỗi một người nghe nó sẽ cảm nhận khác nhau đấy. Yeah. Nó có thể là do ở mình đang ở trong cái trạng thái tâm sinh lý như thế nào thôi. Chứ còn ví dụ như chú nghe chẳng hạn BB Trần, yeah, chú đâu có cảm thấy sự não nề hay là buồn gì đâu. Cái lúc mà con biết tới chú Tuấn Ngọc á là còn nhỏ lắm, lúc con mới có 8-9 tuổi à. Tuổi đó mà nghe chú hát có khi khóc luôn á. Cái thời của em mà những cái năm 80-90 á, tại chị Vân với anh Hoàng có nhớ cái thời đó đúng, trong miền Nam những cái quán cà phê nó cũng bình dân lắm, nó không có được, không phải là như những cái quán cà phê đẹp như bây giờ. Và thường thì nó sẽ có những cái ban cassette thì nhạc của anh Tuấn Ngọc này, chị Khánh Ly này, rồi anh Đức Huy, rồi em Khánh Hà, rồi em Miss Phương, nó nhưng những cái nhạc đó nó cứ theo luôn một cả thế hệ tụi em. Và hồi đó em nhớ là sau này khi mà em bắt đầu làm các chương trình á, thì mọi người bảo là mời anh Tuấn Ngọc là anh lạnh lùng lắm, anh không có dễ mời anh đâu, mà cái cách của anh nó lạnh thế nào. Và đôi khi mình cứ nghĩ chắc là anh này anh khó gần lắm, nhưng mà thật sự là ngày hôm nay anh mà tiếp xúc với anh trực tiếp ở đây thì mới thấy anh là một người rất là gần gũi và rất là đáng yêu, rất là dễ thương ạ. Thì tôi còn trẻ ai cũng kiêu căng hết, nhất là chưa biết gì hết. Nhưng mà tôi càng học hỏi thì tôi mới thấy là tự tin hơn nhưng mà lại bớt kiêu căng. Tự tin là vì tôi biết là nếu mà một người bình thường muốn học hỏi để đến chỗ của tôi đứng đây thì phải học hỏi ghê lắm. Nhưng mà đến cái nơi tôi bây giờ cũng chưa là cái gì hết. Thành ra tôi tự tin nhưng mà tôi không có dám tự phụ. Là vì người có tài thì nhiều lắm, mình không thể nào nói được. Mà âm nhạc có thể nói là bao la, càng học càng thấy mình không có biết cái gì hết.
thú thực với anh, tôi rất muốn kiêu căng, là vì khi mình kiêu căng là mình thấy mình giỏi lắm, mà mình không thấy mình giỏi thì mình đâu có dám kiêu căng. Cảm ơn ca sĩ Tuấn Ngọc. Thôi cho tóm lại cho nói cậu ơi, ngắn gọn thôi. Vâng. Đó, thì bây giờ là ở trong cái chương trình Ký ức vui vẻ này, nhưng mà tôi cũng thật lòng nói với anh rằng dù anh cứ cho là anh hát hay không hát hay thì không biết, nhưng anh là ký ức trai trẻ của tôi. Wow. Vâng. Cho tôi bắt tay. Cảm ơn anh. Và chắc là của nhiều người lắm, những người đang theo dõi chương trình của chúng tôi trên sóng truyền hình. Và tôi nghĩ rằng là khán giả sẽ có những cái cảm nhận riêng cho chính mình và nhiều bài học, đặc biệt là các bạn trẻ, đúng không? Em cảm ơn anh rất nhiều. Vâng. Anh ơi, anh đến với chương trình Cứu Vui Vẻ, rất là cảm ơn anh. Và đây là một cái kỷ niệm chương trình gửi tới anh của Cứu Vui Vẻ. Dạ. Em dành cái chỗ này không ai vô được đâu.